Rồi, hello anh em ha. Cận Tết này anh em bán xả xe riêng em nhập xe vô lai rai anh em. Biết sao không? Giá Tết này anh em dành tao bán giá rẻ nè anh em. Giá rẻ mà xe phải chắc nha. Lấy về bán giá rẻ lại cho anh em. Lời mỏng mỏng cho anh em cần mấy con xe này nè, mà mua được giá rẻ đợt Tết này nè anh em. Vậy nha, con đầu tiên siêu phẩm Yamaha Mate 90cc động cơ 4 thì nha anh em. Con xe này là đặc biệt là kêu nó bằng con người vận chuyển luôn đi anh em. Nó là em thấy nó chạy là ngon hơn con MD 90 nha anh em. Đồ nó rất liền lạc nha. Đồ nó cứng cáp lắm anh em. Riêng cái dòng da là anh em biết cái độ máy nó làm sao. Mấy con này giờ anh em là chở hàng luôn nè. Chở hàng đồ hoặc siêu tầm là con này hơi bị độc nha anh em. Yamaha Mate 90cc động cơ 4 thì nha anh em. Cái cục máy nó tương tự giống máy Sigurd nè. Nhưng mà dàn đồ nó cực cứng anh em. Nè, anh em nhìn cái ba ga sau này là biết. Giá trị ở sau này mà chở hàng hóa đồ là quá ok luôn nha anh em. Giá em nó là 24 triệu nha, không fit không bao ship nha anh em. Xe sơn zin, máy zin cực im nha anh em. Thằng máy 90 này chạy dữ rồi nè. Mấy con này là chở hàng luôn. Đúng bài, đúng chắc chơ luôn. Em mà đây là em mà đây 90 là không có vé cho con này đó. Sơn zin nha. Màu này kêu bằng màu tím hay là màu xanh em, màu chắc màu tím. Tím than anh em hay là xanh mực vậy nè. Đó, sơn zin đẹp nha anh em. Mate, new Mate 90 nha anh em. Cái bô đẹp như cây kiếm. Giá trị siêu tầm luôn anh em. Giá chỉ 24 triệu về chở hàng quá đồ quá ok nha anh em. Đây cái đầu máy nó nè. Trời ơi cái đầu máy giống Sigurd ghê anh em. Cái cục máy da thì anh em cái chắc chơi thì anh em biết cục máy da nó độ bền nó cỡ nào ha. Đây nhìn đồ chi tiết đó anh em. Đồng hồ nè, cái đồng hồ hơi bị đỉnh luôn, cái đồng hồ quá đẹp anh em. Đục 3 4 6 7 8 luôn. Nó có cái đồ khóa thắng tay là cái này mới đã nè. Khóa thắng tay chơi cái này nè anh em. Nè. Nó có cái mấy cái nắp gờ nè, nó đưa vô đây nè. Nè anh em, nó có mấy cái phe này nè. Nó muốn khóa nè, bấm vô gì nè anh em. Nó có một tay một khó làm quá nè. Đó, gì là khóa thắng tay nha anh em nè. Đó. Muốn chạy thì bóp cái này ra. Hơi bị đỉnh nha. Cái đầu đèn trên nhìn giống 67 anh em. Nhìn quá đẹp. Thằng này là đèn sương mù nè nha. À, rổ trước cái rổ dập chuột luôn anh em. Dàn trước này giống em mà đây nè. Đúng là con này là kêu nó bằng người vận chuyển là đúng luôn anh em. Sơn zin, máy zin, tem zin. Nè anh em nhìn nè. Ốc axi nè, khá đẹp nha. Con này giờ anh em để siêu tầm chơi hàng độc cũng được anh em. New Mate nha. Sơn zin, máy zin. Lắp máy này nè. Mate 90. Cái chổi này đúng lực luôn. Cái này nó chụp cái gì ta? À, nó chụp cái này là chắc để chống trộm á, chống trộm chổi hay gì nè. Không có cho người ta gỡ cái ốc ra. Rồi mày nó muốn gắp cái chổi này nó gỡ cái này chứ ngu gì gỡ cái này nè. Gỡ hai ngóc này dễ hơn. Quá lực. Chở hàng là đúng bại con này luôn. Đúng không? Nó chống cái này là chống trộm cái chổi này, ai ngu mà gỡ cái này, gỡ luôn hai ngóc này mẹ rồi rút ra luôn à. Lấy nguyên bộ vậy mới xứng đáng, đã lấy rồi mà còn sợ gì nữa anh em, đúng không? Rồi, nói chơi với anh em thôi, vô chi tiết thêm nè. Xi nhan zin anh em. Xe này full đồ zin 100% nha. Quá đẹp. Nền nền da băng luôn nè anh em. Cái yên này là em thấy là lên ngồi cái yên là biết đã rít nè.
cái mút nó thụng thụng mà nè anh em gỡ là nghe kết kịch nè đó. Nếu mà con xe dày nhiều hay không là gỡ nhiều không là cái này nè anh em, nó kịch kịch nha anh em, đổ pháo xăng luôn. Quá nắp xăng luôn anh em. Trời 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 trời, nó mới. Ha, nhìn con xe là nói chung là con xe nó chắc đều cái xe luôn anh em. Không biết sử dụng cái ổ khóa này nó làm sao anh em. Chưa vô khớp rồi nè. Yên quá đã. Đây, em xin nổ máy em nói luôn nha. Nó đang xi nhan lên em. Đây, rất chân nhẹ nổ nè. Bồ nổ khá ấm nha nè. Cái bồ quá đẹp. Siêu phẩm. Full chức năng nha này. Xi nhan nè. Full chức năng. Nè, chạy là đèn sương mù nó nằm trên đây nè. Đó, hết chơi hai đầu đèn gì mới đập rồi. Cục trước giống em mà đơi nè. Con này mà anh em lấy về chở hàng quá là đúng bài. Cục máy này chạy biết chừng nào mà thấm thía nữa anh em. Máy da mà. Xe liền quá đẹp anh em. Rồi, anh em nào quan tâm dòng Yamaha New Mate 90cc thì alo số điện thoại em ha. 0832354148 nha anh em. Giá em nó là 24 triệu nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm alo số điện thoại em ha. Thank you anh em đã xem video nha.